Xin mời chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh Đô Đơn Sửa Máy Tính. Ngày nay các bạn sẽ được biết đến cách ghép đầu của thằng này vào đầu của thằng khác qua phần mềm Photoshop. Đây, Photoshop đây các bạn. Thì đây là kênh của mình và đây là một kênh nữa của mình. Các bạn nhìn thấy cái video này không ạ? Đây là mình đã ghép đầu mình vào đầu thằng khác rồi. Vào người của thằng khác, cơ bụng 6 mũi này các bạn. Thì đầu tiên này các bạn cần có là cái phần mềm Photoshop. Và các bạn mở phần mềm Photoshop này lên. Sau đó các bạn mở một cái bức ảnh, một cái bức ảnh tập cơ bụng này, cơ bụng. Thì bức ảnh này là mình đã ghép được cái đầu của mình vào đây rồi. Mình thử lôi ra rồi, các bạn nhìn chưa, đây là phần đầu của mình này, đặt vào đây à. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm nháp một phát cho các bạn xem. Mình sẽ copy thằng này ra thành một cái bản khác này, 22 này, ok. Mình xóa này đi này. Đây là hình ảnh đầu tiên của cái ảnh này đấy. Và mình sẽ xóa bớt chữ này đi này. Và mình sẽ kéo dịch chú này ra đây. À. Cho to lên tí nhỉ. Rồi. Rồi. Và mình mở cái bức ảnh của mình lên. Đây là bức ảnh của mình à. Và để mà cắt được ghép được cái đầu này xong cái ảnh bên kia thì mình sẽ sử dụng cái này. Chức năng này, chức năng Quick Select Tool đấy. À. Nhớ tay, nhớ tay. Nếu không mình sẽ sử dụng cái bút này xem nào. Không phải. Bút để lựa chọn em mà. Đây hình hình cái này, hình một cái vòng tròn, một cái như là một cái dây. Mình sẽ bao quanh cái hình ảnh mà mình sẽ cắt nó ra để ghép sang bên kia các bạn. Rồi ấn chuột trái giữ nha, sau đó các bạn ấn Ctrl C và chuyển sang cái bức ảnh bên kia, và các bạn ấn Ctrl V đấy và ấn Ctrl T để có thể điều chỉnh được cái hình ảnh của cái đầu của mình. Và mình sẽ ghép vào đây. Đấy. 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 Giống giống như các bạn. Giống giống rồi nhỉ. Cho mờ đi một tí nào. Ctrl T lại phát nữa nào. Hàn giận cái gì mà khóc ghê đấy nhỉ. Rồi. Mình sẽ zoom to nó lên này. Các bạn thấy đây là cái hình ảnh mà cái đầu của mình, cái cổ của mình không giống với cái thân thể người đúng không? Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái màu để cho nó giống với cái ảnh của cái nền kia, mình sẽ chọn vào cái thằng Hue Saturation. Đây. Mình sẽ điều chỉnh cái màu đây cho nó xám xịt lại. Úi giời. Hơi hơi tối màu này. Úi giời, đỏ quá. Đây, cũng giống giống rồi đấy. Hơi tối này.
hơi đỏ đỏ. Rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ làm mờ đi được cái cổ này cho nối với cổ kia, đó. Sử dụng cái công cụ này. Eraser tool. Và mình sẽ chọn cái cỡ là mờ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bôi vào những cái chỗ thừa. Cái này là mình xóa xóa coi như là xóa cái ảnh của mình đi. Và giữ lại cái ảnh nền cũ. To lên tí này. Ấy. Mấy cái xanh xanh này sẽ hiện lại này. Đoạn này là các bạn ấn chuột trái không giữ nguyên. Đây chỗ cổ này cũng thế này, cổ này. Rồi. Giống như các bạn. Đấy. Để lại chòm râu ấy nhỉ. À. Để cho lại tí tí râu nhìn nó giống. À. Bé lại chút. Chỗ này đang màu trắng hơi thừa. Đấy, và công việc là cứ làm như này là các bạn sẽ có một cái bức ảnh gắn đầu người này vào đầu người khác. Đấy. Đấy. Đấy, giống chưa? Rồi, ui trời, Control and Shift, mình sẽ lưu cái ảnh này lại, đấy, ba ba đi, xếp lại, và bây giờ mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem, ảnh ba ba ba, ý, hoành tráng nhá, ấy, ấy, rồi. Ok, cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem video. Nhớ ấn nút đăng ký ủng hộ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.